Xin chào các bạn. Như mọi người đã thấy thì đây là bộ demo sử dụng giải pháp điều khiển chuyển động dựa trên nền tảng máy tính của Advantech. Thì trong video này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về cấu trúc của bộ demo này và cách thức mà bộ demo này vận hành. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo của bộ demo này. Với bộ demo này, chúng tôi sử dụng một cạc điều khiển 4 trục động cơ sạc vô và một cạc thu thập tín hiệu với các đầu vào ra analog và 24 đầu vào ra digital. Về hệ thống điều khiển chung, bộ demo này được xây dựng dựa trên nền tảng máy tính, với trung tâm của hệ thống điều khiển là một máy tính công nghiệp. Máy tính sẽ kết nối với các thiết bị trường thông qua các hệ thống cạc ngoại vi. Có thể thấy ở đây, máy tính sẽ nhận tín hiệu được thu thập từ các thiết bị trường, sau đó nó sẽ xử lý và truyền tín hiệu điều khiển trở lại thông qua cạc ngoại vi để thực hiện các tác vụ được giao. Trong thực tế, giải pháp điều khiển đã và đang được sử dụng phổ biến nhất đó là sử dụng PLC. Vậy thì giải pháp này có những ưu điểm gì nổi bật so với giải pháp điều khiển truyền thống? Thì sau đây là 3 ưu điểm mà giải pháp điều khiển dựa trên nền tảng máy tính của Advantech sẽ mang lại. Thứ nhất, hệ thống điều khiển dựa trên PC giúp tăng tốc độ và hiệu suất của hệ thống. Máy tính sẽ tận dụng hiệu năng của CPU đời cao nhằm tăng tốc độ xử lý dữ liệu. Các cơ cấu chấp hành sẽ kết nối với máy tính thông qua các cạc ngoại vi được gắn trên main bằng các khe cắm PCI hoặc PCI Express tốc độ cao. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ thu thập, xử lý và gửi tín hiệu điều khiển. Vì vậy, phương pháp điều khiển chuyển động bằng máy tính sẽ đặc biệt phù hợp với những loại máy yêu cầu hiệu suất làm việc và độ chính xác cao. Thứ hai là khả năng xử lý dữ liệu trong thời gian thực. Đối với các giải pháp điều khiển truyền thống, việc lưu trữ dữ liệu là khá hạn chế do PLC chỉ đóng vai trò là bộ điều khiển đơn nhiệm. Vì vậy, muốn lưu lại dữ liệu trong quá trình sản xuất, PLC cần truyền thông với máy tính. Quá trình truyền thông này thường xuyên gặp phải các vấn đề do băng thông bị hạn chế, đường truyền không ổn định. Vì thế, lượng dữ liệu có thể bị mất rất nhiều trong quá trình truyền dẫn. Với giải pháp của Advantech, toàn bộ các dữ liệu hoạt động của máy sẽ được máy tính lưu trữ trực tiếp vào ổ cứng. Điều này sẽ đảm bảo dữ liệu được vẹn toàn, đặc biệt là với các yêu cầu về máy có tần suất lưu trữ dữ liệu cao. Ưu điểm thứ ba, giải pháp điều khiển dựa trên PC mang tới sự đa tính năng. Có thể thấy với xu hướng hiện nay, các máy tự động đang hướng đến các bộ điều khiển đa tính năng. Giải pháp của Advantech đặt máy tính làm bộ điều khiển trung tâm, vừa có tính năng điều khiển, vừa có tính năng lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, người dùng có thể mở rộng thêm các tính năng như kết nối với camera vision hoặc thu thập dữ liệu từ các cảm biến real time. Đây là điều mà các giải pháp điều khiển truyền thống bị hạn chế. Tuy nhiên, vì giải pháp này còn khá mới tại Việt Nam, vì vậy hiện tại chúng tôi đang cung cấp khóa đào tạo giới thiệu về giải pháp điều khiển chuyển động dựa trên nền tảng máy tính dành cho các đối tác tích hợp tại Việt Nam. Để đăng ký tham gia khóa đào tạo này, xin mời quét mã QR đang hiện trên màn hình hoặc truy cập đường link bên dưới phần mô tả video. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc giải pháp của chúng tôi, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tại các video lần sau.